Với nhiều người Việt Nam ở Pháp, chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 không thể nào quên. Bởi vậy năm nào họ cũng gặp nhau, ôn lại kỷ niệm và nhắc nhở thế hệ trẻ để những người nối tiếp không quên lịch sử. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng kỷ niệm về quá trình đấu tranh lâu dài và bền bỉ qua từng chặng đường cách mạng cùng những cảm xúc về ngày chiến thắng vẫn luôn tươi rói trong ký ức của những người con nước Việt dù sống xa tổ quốc hàng nghìn dặm. Một chiều cuối tháng 4, tại trụ sở Hội Người Việt Nam tại Pháp, với tên gọi thân mật là Hội Quán ở giữa trung tâm Paris, ban lãnh đạo hội đã tổ chức gặp gỡ nhằm ôn lại kỷ niệm về những ngày đấu tranh sôi nổi cùng niềm vui vỡ òa ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Nhớ lại một cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là ngày 30 tháng 4. Trước đêm 29 tháng 4 đó, tôi đã nghe rằng quân ta đã vào gần tới Sài Gòn, nhưng mà tôi không ngờ là mau như vậy. Khi mà tôi ngủ dậy, nhớ là tôi cũng như là anh Trung nói, 7 giờ sáng tôi nghe radio nói rằng chiếc xe tăng đã vào Dinh Độc Lập. Thì lúc đó tôi tưởng là tôi nằm mơ. Khi mà tôi thức mình thức dậy, tự nhiên tôi không biết tại sao, tôi thay quần áo chỉnh tề, tôi đứng đó rồi tôi khóc. Tôi đi tại nghĩa là bởi vì tôi ở tại Gupla, là nơi mà Bác Hồ cũng có cái ở tại Gupla nữa, thì tôi ra đến bờ sông Sen này định đi đến Hội Quán, tôi đứng đó tôi khóc thật. Trong niềm hân hoan của ngày chiến thắng, năm nào Hội Người Việt Nam tại Pháp cũng tổ chức các cuộc meeting tuần hành chào mừng chiến thắng 30 tháng 4 tại trung tâm Kleber, nơi diễn ra các cuộc đàm phán Hiệp định Paris. Ông Ngô Kim Hùng, Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp, tâm sự, mặc dù còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc, nhưng thật không dễ để phác họa lại một quá trình đầy gian khó. Tôi lúc đó là còn sinh viên, tôi còn đi học. Thì vẫn tiếp tục hoạt động để mà tranh thủ bạn bè, nhất là trong cái sinh viên Việt Nam, để mà ủng hộ cái cuộc đấu tranh của mình. Tại tôi là nằm ở trong cái phòng hội của Liên hiệp sinh viên ở học ở dưới xưa đó, thì buổi trưa khi mà đi ăn cơm đó, thì sinh viên tất cả người tới ăn cơm thì tụi này phát báo, mà phải nói cái lúc đó phải nói là không phải dễ dàng gì mà phát được một tờ báo. Hội Người Việt Nam tại Pháp, tiền thân là tổ chức nhóm người An Nam yêu nước, được thành lập vào tháng 6 năm 1919. Trong suốt chặng đường dài đó, những năm tháng đấu tranh hào hùng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, sẽ mãi là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam tại Pháp, là sự cổ vũ động viên cho việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết thân ái, có bản sắc, hòa nhập tốt với nước sở tại, đồng thời gắn bó với quê hương, đất nước.